Ăn uống healthy mà bỏ qua lưu ý này khi làm sữa hạt thì quả là một thiếu sót. Mình cũng mới làm quen với sữa hạt được vài tháng nên loại hạt nào mình cũng cho vào nấu, cộng cái tính cẩn thận quá mức nên cứ phải nấu sôi, xay kỹ cho yên tâm. Giờ mới biết những loại hạt như mắc-ca, hạnh nhân, hạt điều và nhiều loại hạt béo khác không nên nấu lâu ở nhiệt độ cao để giữ tối đa dinh dưỡng. Quả thực, lúc mua chiếc máy mini Dingo này, mình chỉ quan tâm tới nó có chính sách bảo hành, hậu mãi tốt mà tặc lưỡi bỏ qua câu tư vấn. Đây là chiếc máy mini duy nhất trên thị trường hiện nay có chức năng sữa không nấu. Đợt đó lại còn nghĩ hãng bày đặt thiết kế thêm cho da rẻ làm chức năng, thì ra là có mục đích cả. Vậy thì hôm nay phải thử liền với sữa hạt điều, hạt bí xanh thôi. Mà không biết xay có 10 phút lại không nấu mềm thì sữa có mịn không ta? Máy đã xay xong rồi, mình sẽ lọc qua dây xem sao. Wow, sữa khá sánh mịn, trên dây chỉ còn chút bột hạt và bọt sữa do máy vừa xay xong chưa tan bọt. Xong sữa rồi, giờ thì vệ sinh máy để tranh thủ nấu thêm bát súp bí đỏ ăn kèm với bánh mì đen. Máy có chế độ làm sạch tự động nên kể cũng nhàn, vệ sinh xong rồi chỉ cần nhấc cổ ra rửa qua phần miệng và nắp máy là sạch bong, lại không lo nước vào động cơ máy. Giờ thì đã biết thêm kiến thức cho cuộc sống healthy và sử dụng máy hiệu quả hơn. Mà mình mua chiếc máy này trực tiếp trên hãng Dingo, mọi người quan tâm có thể inbox bếp để các bạn ấy tư vấn cho nhé.